Chào mừng em đã trở lại với kênh của Linh Kiện Store. Thì cũng gần hết năm rồi, cũng gần tới những ngày lễ Giáng sinh, Noel, Tết nè. Đó, anh chị em nào mà chưa sở hữu cho mình một cái loa karaoke thì phải nhất định sắm cho mình một cái nha. Tại vì ở những cuộc vui nè, những bữa tiệc nè, nhậu nè, mà nếu mà thiếu đi âm thanh, thiếu đi karaoke thì nó cũng là rất là nhàm chán đúng không? Thì hiện tại bên mình đang có những voucher giảm giá khi mà anh chị em mua loa trực tiếp tại cửa hàng hoặc là mình mua online thì đều được áp dụng cái voucher giảm giá này nha. Thì các mức voucher giảm giá như sau là: đối với những dòng loa dưới 2 triệu và những dòng loa của hãng Agnot thì mình sẽ được cái voucher giảm giá là 120k đó trên một loa. Và những dòng loa từ giá 2 triệu cho đến 4 triệu thì sẽ có cái voucher giảm giá là 200k trên một loa. Và những cái dòng loa từ 4 triệu trở lên thì mình có thể có voucher giảm giá lên tới 250 nha. Đó, rất là ngon luôn. Thì hiện tại bên mình đang có rất là nhiều mẫu loa, ví dụ này loa mini nè, loa lớn nè đều có luôn nha. Thì mọi người có thể qua trực tiếp cửa hàng bên mình để test thử âm thanh, thì ưng thì mình lấy, không ưng thì thôi, không sao hết nha. Thì hiện tại bây giờ mình đang có những cái mẫu loa hiện tại ở đây nè. Đó, những mẫu loa này thì đang rất là bán chạy ở bên mình. Thì hôm nay sẵn tiện đây thì mình sẽ test thử những mẫu loa này cho mọi người nghe thử về chất âm cũng như là cái âm thanh karaoke của những cái mẫu loa này nha. Bây giờ mình sẽ test những cái mẫu loa dưới 2 triệu nha. Thì cái con này dưới 2 triệu này, nó trên 1 triệu một xíu thôi. Thì con này có tên là Hosan GD12-27 nha. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cái âm thanh của nó với lại karaoke nha. Em có gì đâu mà những vết thương sâu, yêu bao nhiêu lâu mà vẫn cứ thấy đau, gieo bao tâm tư đang ôm những nỗi buồn, em trao tim em rồi đem bao linh hồn để đôi lấy đôi phút tình yêu, để đôi mắt luôn luôn nhìn em là em nói hy sinh vậy có xứng đáng, biết bao chia tay em nhiều nên trẻ con lớn lên ngày ấm êm, chờ bao yêu thấu em không còn tương lai, dừng lại khi nắng đã phai, dừng lại khi xin thôi lệ rơi ương đi, người đừng mong mơ và đừng tiếc chi năm tháng qua rồi. Hãy đi tìm hạnh phúc mới, một người yêu em nhiều hơn. Tìm ai đó khác đi, không phải là anh. Tìm ai đó khác đi, yêu em hơn anh. Chẳng mong gì đâu nơi này, phút giây bình yên quá rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ test cái mẫu loa phân khúc giá từ 2 đến 4 triệu nha. Thì cái dòng này là dòng CB251PU nha. Dòng này có giá là 3 triệu rưỡi nha anh em. Dòng này nó sẽ kèm theo 2 mic. Dòng này là dòng của Cavitbox nha. Rồi bây giờ mình sẽ test nhạc nè. Yêu bao nhiêu lâu mà vẫn cứ thấy đau, gieo bao tâm tư đang ôm những nỗi
hãy đi tìm hạnh phúc mới, một người yêu em nhiều hơn. Tìm mai đó khác đi, không phải là anh. Tìm mai đó khác đi, yêu em hơn anh. Chẳng mong gì đâu nơi này, phút giây bình yên quá rồi, chỉ còn lại bên anh nỗi đau. Bài tiếp theo vẫn là phân khúc giá trên 4 triệu nha. Cái dòng này là dòng loa sách tay nhưng mà công suất lớn nha. Dòng này là dòng KC Box F9. Dòng này có giá là 7 triệu 7 nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ test âm thanh nha. Xin tôi lệ rơi ước mi, người đừng mong mơ và đừng tiếc chi năm tháng qua rồi. Hãy đi tìm hạnh phúc mới, một người yêu em nhiều hơn. Tìm mai đó khác đi, không phải là anh. Tìm mai đó khác đi, yêu em hơn anh. Chẳng mong gì đâu nơi này, phút giây bình yên quá rồi, còn lại bên anh nỗi đau. Rồi cuối cùng là dòng loa cao nhất nha. Dòng loa này là dòng loa ProSyn Đức 215B nha. Dòng loa này có giá là 9.790 nha mọi người. Đó, dòng loa này công suất lớn 2W. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cái âm thanh của con này luôn. Và vừa rồi mình cũng đã test xong những mẫu loa đang rất được ưa chuộng ở cửa hàng bên mình. Thì anh chị em nào đang có nhu cầu mua loa thì mình có thể qua trực tiếp ở cửa hàng, hoặc là mình có thể liên hệ qua số hotline để được tư vấn cụ thể nhất về những mẫu loa này, hoặc là còn nhiều mẫu loa khác nha. Và anh em đừng quên áp những cái mã voucher giảm giá loa khi mà anh em mua hàng trực tiếp hoặc là mua hàng online nha. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.